Xin chào các bạn, BD Solution xin giới thiệu về sản phẩm Tableau Software. Từ một file Excel dữ liệu với category, subcategory, product name, doanh số và lợi nhuận, bạn sẽ sử dụng Tableau để có một cái nhìn trực quan hơn về dữ liệu của bạn. Với Tableau, bạn có thể connect tới nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Bạn có thể import dữ liệu từ Excel file, text file, statistic file, và trong demo này mình sẽ sử dụng Excel file. Từ những sheet trong Excel, khi đưa vào Tableau, bạn sẽ thấy được chuyển thành table. Thì từ đây, bạn sẽ sử dụng table nào, bạn chỉ việc kéo thả vào và bạn sẽ thấy được dữ liệu ở đây. Ngoài ra, bạn còn có thể liên kết giữa nhiều bảng với nhau bằng khóa chính. Tableau cung cấp cho bạn liên kết bằng inner join, left join, right join. Ngoài ra, còn có một tính năng còn gọi là blending data source, tức là bạn có nguồn dữ liệu từ Excel file và một nguồn dữ liệu từ SQL Server. Bạn có thể mở hai nguồn dữ liệu này lại với nhau và bạn sẽ thấy được cái tính năng này trong vài phút tới. Và đây là màn hình visualize của Tableau. Những column của Excel khi đưa vào Tableau sẽ phân chia ra thành hai phần. Thứ nhất là dimension, tức là chiều phân tích dữ liệu, và measure, tức là những giá trị tính toán. Và bắt đầu, bạn có thể sử dụng những dữ liệu này để trả lời những câu hỏi hàng ngày của mình. Ở đây, ví dụ như bạn muốn xem doanh số theo cây phân hệ category và subcategory, bạn chỉ việc kéo thả subcategory và category, bạn sẽ có ngay một cây phân hệ còn được gọi là hierarchy. Bạn có thể add thêm product name vào cây phân hệ này và kéo thả vào column. Lúc này đây, bạn đã có được dữ liệu hàng điện lạnh, máy điều hòa, máy giặt. Bạn muốn xem doanh thu, bạn chỉ việc kéo sale vào row. Và tức thì bạn sẽ có ngay một cái chart và doanh thu của các nhóm hàng điện lạnh, điện tử và nội thất. Bạn muốn xem theo khoảng thời gian nào thì bạn chỉ việc kéo order date vào filter. Thì Tableau cung cấp cho bạn có thể xem theo year, quarter, month, week number. Ở đây mình sẽ chọn là range update, tức là khoảng cách từ ngày đến ngày. Bạn có thể thấy dữ liệu của mình di chuyển trong khoảng từ ngày đến ngày. Khi đã có được doanh thu, bạn muốn biết nhóm hàng nào đem lại lợi nhuận cao và những cái nhóm hàng nào lợi nhuận lỗ, thì bạn chỉ việc kéo profit vào color. Và lúc này đây, bạn thấy màu sắc sẽ thể hiện nên lợi nhuận lời hay lỗ. Màu hồng là lỗ và màu xanh đậm dần là đem lại lợi nhuận cao. Ngoài ra, bạn còn có thể thay đổi màu sắc theo nhu cầu của bạn và thay đổi step color. Lúc này đây, bạn thấy được màu đỏ, tức là lợi nhuận lỗ ở các nhóm hàng bàn và kệ sách. Và bây giờ bạn muốn xem chi tiết những chi phí nào đã tác động đến cái profit này làm cho lợi nhuận bị cao xuống, thì bạn sẽ đi vào chi tiết của customer và order ID. Bạn sẽ kéo sale vào column, profit vào row và đưa customer code vào order ID, profit và color. Bạn có thể thay đổi cái chart map của bạn là cycle và thay đổi kích thước. Và ngay bây giờ bạn đã thấy được những cái nhóm customer và order ID có lợi nhuận lỗ sẽ tập trung ở vùng dưới. Và bạn muốn xem chi tiết, bạn chỉ việc gom vùng, khoanh vùng những vùng đó và bạn chọn view data, chọn underline. Lúc này đây, bạn sẽ thấy được shipping cost và discount là hai thứ đã tác động đến lợi nhuận của mình và làm cho lợi nhuận của mình đau xuống. Bạn có thể export những thông tin chi tiết này ra thành dạng file CSV. Bạn muốn xem ở top 20 khách hàng đạt được doanh số cao nhất thì bạn và trong cái ví dụ này của mình, file Excel chỉ có customer code và customer name thì nằm ở một nguồn dữ liệu khác, nó gọi là SQL Server. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái tính năng blending data source. Ở đây mình sẽ connect tới SQL Server để lấy customer name và sẽ nhập thông tin đăng nhập vào. Ở đây mình sẽ select customer information. Bạn sẽ thấy dữ liệu của mình, đây là tên của khách hàng và mã code. Bây giờ mình sẽ thực hiện blending data bằng một khóa chính giữa hai nguồn data source, đó là customer code. Ở đây mình sẽ kéo customer name ra. Ở đây mình sẽ click vào một cái khóa. Khi cái khóa này chuyển sang màu đỏ, tức là bạn đã blending hai nguồn dữ liệu khác nhau đã thành công. Kéo sale vào
Và ở đây tính năng SoMe sẽ tư vấn cho bạn loại chat nào phù hợp với dữ liệu mà bạn đang có, sort một cách nhanh chóng để lấy được thứ tự từ lớn đến nhỏ. Và mình sẽ đưa customer code vào để lọc ra top 20 khách hàng. Ở đây mình đã nhanh chóng có được 20 khách hàng. Ngoài ra Tableau còn cung cấp cho bạn một cái tính năng rất là linh hoạt, đó là bạn có thể tự động tạo cho mình những cái group tùy theo mình mong muốn. Ở đây mình sẽ group lại những khách hàng có doanh thu nhỏ. Đây. Bạn muốn làm một cái report chi tiết, và ở đây Tableau cung cấp cho bạn một dạng đó là raw stats. Bạn có thể kéo thả những thông tin. Ở đây mình sẽ kéo Missure Value vào và chọn là raw stats, sẽ bỏ đi những field không cần thiết. Và bạn có thể thiết lập cho mình một cái công thức. Ở đây mình sẽ thiết lập một công thức gọi là Profit Ratio Sum Profit chia cho Sum Sale. Bạn sẽ kéo thả vào Missure Value và chọn Format. Format thành percent. Và bạn đã có được Profit Ratio So Grand Total. Lúc này đây, bạn phát sinh thêm một vấn đề là muốn theo dõi cái chỉ số KPI của Profit Ratio này đã đạt được nhưng so với mong muốn của bạn chưa. Lúc này đây bạn chỉ việc duplicate sheet và chọn tạo cho mình một cái tham số từ 0 đến 1, tức là 0 đến 100%. Và bây giờ bạn sẽ thiết lập một cái công thức để running profit ratio này lên khi cái profit ratio này nhỏ hơn profit ratio parameter. Và bạn không cần phải lo lắng về vấn đề sử dụng hàm ở đây. Khi mà bạn sử dụng hàm ở đây á, thì Tableau cung cấp cho bạn những cái sample. Bạn có thể thấy được. Bạn có thể thấy được sample ở đây. Và bạn hoàn toàn có thể control được những cái hàm này mà không cần đến IT. Mình sẽ kéo Running Profit Ratio và Color và chọn biểu trạng là Step. Ở đây mình sẽ chọn This Width. Lúc này đây mình sẽ kéo vào sát. Bạn có thể thay đổi cái biểu tượng ở đây trong thư viện của Tableau cung cấp. Ngoài ra bạn có thể import thêm từ dữ liệu của bạn và thay đổi màu sắc. Bạn có thể thay đổi kích thước. Và bây giờ bạn đã có được một cái KPI cho riêng mình. Bạn muốn cùng một lúc có thể theo dõi được doanh số giữa các quý và mức độ chênh lệch giữa quý 3 so với quý 2 khoảng bao nhiêu phần trăm và lũy kế, thì bạn chỉ việc kéo thả order desk vào. Ở đây mình sẽ chọn là quarter, mình sẽ chọn sale, kéo vào, bạn sẽ có được doanh thu giữa các quý. Và bây giờ mình sẽ có được mức độ chênh lệch và sẽ sử dụng những cái hàm tính toán nhanh mà Tableau cung cấp cho bạn gọi là with table calculation. Ở đây bạn sẽ có được version difference, là bạn sẽ biết quý 3 chênh lệch so với quý 2 khoảng 48,5%. Và bạn có thể xem lũy kế. Mình sẽ chọn là running total và bạn sẽ show match label. Bạn có thể kéo thêm một chiều phân tích đó là segment vào để xem doanh thu, doanh số, mức độ chênh lệch và tổng lũy kế là bao nhiêu. Bạn muốn xem mức độ tăng trưởng giữa các năm như thế nào, bạn chỉ việc kéo order desk vào, click, và ở đây mình sẽ chọn là year, month, sale. Mình sẽ chọn là running total, thể hiện theo dạng percent, then across, percent total, so make it label. Và ngay lúc này đây, bạn sẽ thấy được mức độ tăng trưởng của tháng 11 năm 2014 cao hơn so với năm 2012 và 2011. Bạn muốn xem doanh thu theo vùng và kênh bán hàng thì bạn chỉ việc kéo region vào, sale vào, row, chọn bar chart. Channel cost,
Save Label và thể hiện theo dạng phần trăm là percent total. Bạn muốn dự đoán doanh số của mình trong vòng 6 tháng sau, 1 năm sau hoặc 2 năm sau thì mình chỉ việc theo Autodesk vào và chọn Month Sale. Và lúc này đây mình sẽ sử dụng tính năng mà Tableau cung cấp cho bạn, nó là Forecast trên Line. Ở đây mình sẽ chọn là Forecast. Bạn sẽ thấy được mức dự đoán doanh số của bạn của năm 2016 và 2017. Bạn có thể note dữ liệu ở đây và hoàn toàn có thể note bằng tiếng Việt. Doanh thu cao lắm. Bạn có thể copy dữ liệu từ dạng raw tab qua Excel, data ra Excel hoặc email ra Excel. Bạn có thể xem những thông tin summarize về những chỉ số và những chỉ số KPI alpha, beta và gamma. Khi đã có được những cái sheet phân tích, bạn bắt đầu tạo cho mình một cái dashboard. Thì ở dashboard, Tableau cung cấp cho bạn có thể định dạng theo kiểu desktop, laptop hoặc là iPad A3, A4. Thì ở đây mình sẽ chọn là automatic. Mình sẽ kéo thả những cái words, những cái sheet vào để tạo thành một cái dashboard, tạo thành một cái khung nhìn tổng quan hơn và format lại. Thực lực ở đây Tableau có một tính năng là apply to worksheet, tức là một cái filter của bạn có thể áp dụng cho tất cả các worksheet trong cùng một dashboard. Ở đây bạn có thấy khi mình di chuyển cái khoảng thời gian thì tất cả những worksheet đều bị ảnh hưởng đến. Và bạn sẽ sử dụng tính năng view a filter khi tác động vào một cái channel code là store region là miền Trung, thì tất cả những cái chart ở dưới đây sẽ được thay đổi lọc dữ liệu theo cái store đó và miền Trung đó. Bạn có thể chọn view a filter lọc theo nhóm hàng điện lạnh, hàng điện tử và nội thất. Ngoài ra bạn đang thắc mắc rằng liệu trong Tableau có thể reroute từ dashboard này sang dashboard khác. Câu trả lời là hoàn toàn được. Và mình sẽ thực hiện một cái action filter để reroute từ dashboard này sang dashboard khác. Và ở đây bạn có thể thấy được reroute là link từ dashboard này sang dashboard khác. Khi đã có được dashboard, những worksheet thì Tableau cung cấp cho bạn một cái story, một cái câu chuyện để cho bạn có thể xây dựng cho riêng mình cái câu chuyện giống như file PowerPoint để mình có thể chia sẻ với mọi người và trình bày trước mọi người. Ở đây bạn có thể nhập vào doanh số của KPI theo dõi profit ratio và mình xin giới thiệu một số dashboard mà BSD đã xây dựng và đây là customer analytics, tỷ trọng đóng góp của tổng lượng khách hàng dành cho chuyên ngành hotel. Và đây là dashboard dành cho chuyên ngành retail bán lẻ. Overview, đây là biểu đồ map Việt Nam. Và bạn có thể lọc dữ liệu theo khoảng thời gian, chọn theo khu vực. Và đây là biểu đồ phân tán box plot. Bạn có thể thấy được dữ liệu của mình đang chạy theo bộ lọc. Distribution, bạn có thể thấy được một cái lịch sử history giữa các năm. Dữ liệu sẽ tự động chạy khi bạn làm nên thành một cái video. Phân tán theo giờ.
MED Solutions xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tài liệu và cần phải Excel để thực hiện những sample này, bạn có thể liên hệ với www.vietinsight.com, email cho chúng tôi và số điện thoại